Thưa quý vị và các bạn, gia đình chị Nguyễn Thị Ước My ở khu phố 1, phường Phú Hà, thành phố Phan Rang Tháp Chàm thuộc diện cận nghèo. Chồng chị My bị bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính 8 năm nay. Mấy ngày nay, bệnh của chồng trở nặng, đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chị My phải lo chăm sóc, không làm được việc gì khiến gia đình gặp nhiều khó khăn. Để giúp chị My có điều kiện chạy chữa bệnh cho chồng và lo cho hai con nhỏ ăn học, chương trình Mỗi Tuần Một Địa Chỉ đã phối hợp với chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống, kêu gọi các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm hỗ trợ 102 triệu đồng tiền mặt và 100 USD và 1 triệu đồng phiếu mua hàng. Trong chương trình Mỗi Tuần Một Địa Chỉ kỳ này, chúng tôi mời quý vị và các bạn chia sẻ khó khăn với gia đình ông Phan Thao ở khu phố 1, phường Phú Hà, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. 67 tuổi đời, cái tuổi lẽ ra được nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già. Tuy nhiên, ngày ngày, ông Thao vẫn phải cố gắng đi phụ hồ để nuôi thân và hai cháu ngoại. Nghịch cảnh ập đến khi cách đây một tháng, trong lúc phụ hồ, ông Thao đã bị đột quỵ, phải cấp cứu và nằm viện điều trị tích cực, khiến gia đình khó khăn, chồng chất khó khăn. Sau một tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đến nay gia đình không còn khả năng chi trả thuốc men, nên ông Thao xin chuyển qua Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh để điều trị vật lý trị liệu. Bà Trần Thị Lãi, vợ của ông Thao, 66 tuổi, cũng mang bệnh huyết áp cao, tiểu đường, tim mạch, nên chỉ ở nhà nội trợ. Nay chồng nằm viện, bà cố gắng đi lượm ve chai. Ngày nhiều thì được 50 ngàn, ngày ít thì vài ba chục, không đủ trang trải cuộc sống. Tiền thuốc men cho chồng và tiền học của hai cháu ngoại không biết lấy đâu ra. Hai vợ chồng tôi đang nuôi hai đứa cháu ngoại để học. Nhưng mà bữa nay ông chồng tôi bị đột quỵ, nhờ cô chú giúp đỡ giùm hoàn cảnh gia đình của tôi. Cuộc sống lúc này bế tắc rồi, không bao giờ biết nhờ ai. Thông qua chương trình, tôi rất mong coi như là được sự
hỗ trợ và giúp đỡ cho tất cả các hội thiện nguyện đó, giúp giùm cho cái hoàn cảnh của gia đình anh Thao, mà quan trọng nhất là hai cháu nhỏ. Mặc dù bệnh tình của ông Thao chuyển biến tốt, nhưng tuổi cao nên cần phải điều trị trong thời gian dài. Hai cháu ngoại, đứa học lớp 6, đứa học lớp 2, có nguy cơ phải nghỉ học. Rất mong các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm chung tay giúp gia đình ông Phan Thao ở khu phố 1, phường Phú Hà, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm có điều kiện chạy chữa bệnh và hai cháu nhỏ không phải nghỉ học giữa chừng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, số 285A, đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, số điện thoại 02593 824 206.